Xin chào các bác, nay bên cửa hàng nhà em sẽ dựng một đôi loa phun 30 phun bát neo và chép neo cho các bác tham khảo. Với một cấu hình này cho các bác chơi Tết năm 2023, chơi Tết năm 2023 thì siêu hay luôn các bác nhé, hát karaoke tiếng nhẹ. Cái dòng từ neo này các bác hát thì tiếng bay và karaoke thì rất là hay luôn. Đây là em dựng cấu hình cao cấp cho các bác, sử dụng bát leo JBL2262, 2 tầng côn 76 các bác nhé. Cái form thùng em sử dụng là form thùng phun đứng 30, một bát một chép kèn, thùng ngoài của nó là thùng sơn sần chống nước, tay xách hai bên, đầy đủ ốc treo nóc và treo ngang. Form lưới rất đẹp các bác nhé, với màu nước sơn, nước sơn màu đen là chủ đạo. Cái lưới này của nó là lưới vải chống bụi thưa các bác nhé, nhìn xuyên thấu được củ bát bên trong. Ở đây thì em sử dụng chép kèn 450 leo bi GCF, côn 44, côn dây dẹt lõi đồng, lắp nhôm các bác nhé. Và đây của phần củ bát quá gấu luôn. Đấy, củ bát này thì các bác xài thì yên tâm về chất lượng luôn. Con bát này của nó xương nhôm đúc, xương của nó xương màu bạc các bác nhé. Hai tầng côn 76 nhìn nó như một cái lón ý, nhện màu vàng. Con này côn dây dẹt các bác nhé. Màng của nó ở dưới là màng hơi sần. Đấy, sử dụng bát này của nó gân vải tầm dầu 3 gân, màng xám và nón đen. Màng này màu vàng chuẩn của JBL, màng xếp ly lượn sóng. Còn phân tần bên trong sử dụng là phân tần JBL6012. Phân tần này là hai bóng đèn chống cháy chép luôn này. Phân tần 6012 là rất nhiều linh kiện, phun đơn, một bát, một kèn. Các bác sử dụng phân tần này tải rất là tốt luôn. Bên trong lót toàn bộ bông mút trứng. Và thùng bên em là ke góc đầy đủ các bác nhé. Họng kèn là vuông 18x18. Thùng chôn gen lục giác, gỗ dày 1/8. Gỗ này gỗ mặt và nếp này. Và quay trở lại em sẽ test cho các bác nghe chất âm. Với một đôi như này em đang lên, em đang bán với giá là 7,5 triệu một đôi các bác nhé. Tiếng rất hay luôn. 7,5 triệu các bác bỏ ra, 7,5 triệu các bác chơi bát leo và chép leo luôn. Hôm nay em vừa test một bản nhạc ngắn cho các bác xem. Thùng này cho các bác kích thước luôn, cao 60, sâu 30, sâu rơi vào tầm khoảng 38 và chiều ngang rơi vào tầm khoảng 36 các bác nhé. Với một cấu hình này thì bên em duy trì thường xuyên. Các bác mua hàng điện trực tiếp về bên cửa hàng nhà em theo hai số điện thoại 5815 và 712. Đây là hai số hotline nhé em. Hai số này các bác mua hàng các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo các bác nhé. Nhà em ship code toàn quốc. Bác nào gần thì em có thể gửi xe. Còn các bác thợ nào mà muốn nhập cái cấu hình này số lượng thì alo trực tiếp cho em nhé. Giá xỉ bên em để cho các bác giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Hôm nay hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.